Sau khi công khai chuyện chia tay với bạn trai CEO kém tuổi Trong Văn Minh, Hoa hậu Hương Giang tập trung cho công việc và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nàng hậu nhận được rất nhiều lời khen ngợi về việc ngày càng xinh đẹp và trẻ trung hơn, bất chấp tuổi tác đã bước qua 30. Mới đây, khi cùng Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong một chương trình, Hương Giang và đàn anh bất ngờ trở thành tâm điểm khi có cử chỉ tình tứ muốn xỉu trước hàng trăm người. Cụ thể, trong khi nàng hậu chuyển giới giữ vai trò ban giám khảo của chương trình, thì Mr. Đàm tham dự với vai trò ca sĩ khách mời. Khi đang biểu diễn trên sân khấu, ông Hoàng Nhạc Việt bất ngờ bước xuống hàng ghế ban giám khảo và tặng cho giọng ca Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh một nụ hôn má siêu ngọt ngào. Hành động không hẹn trước của đàn anh khiến mỹ nhân sinh năm 1991 giật mình và phản xạ né ra sau, nét ngại ngùng hiện lên rõ. Sự lúng túng và e thẹn của nàng hậu khiến dân tình ngỡ ngàng vì khác hẳn với một Hương Giang bạo dạn thường ngày. Có lẽ phải thân thiết với nhau lắm thì Mr. Đàm mới có thể thoải mái trao cho đàn em cử chỉ tình tứ đến như vậy. Trước đây, Hương Giang và ông Hoàng Nhạc Việt đã có cơ duyên hợp tác với nhau. Cụ thể, năm 2018, Hương Giang thủ vai nữ chính trong MV Hello. Chia sẻ về dự án này, Mr. Đàm từng tiết lộ, cơ duyên có được sự kết hợp của cả hai trong MV Hello là do sự mở lời của Hưng, và Hương Giang cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đàn anh đã động viên, ủng hộ cô trong cuộc thi sắc đẹp chuyển giới quốc tế vừa qua. MV Hello có thể xem là MV của Đàm Vĩnh Hưng và Hương Giang vì sự xuất hiện của Hương Giang gần như xuyên suốt MV. Đàm Vĩnh Hưng thực sự trân quý tình cảm của Hương Giang dành cho mình khi đã nhận lời mời tham dự chiều cực xuống biển dầm nắng quay quần quật suốt 2 ngày liền. Không chỉ ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động nghệ thuật, cả hai cũng có những lần tương tác gây bão mạng xã hội. Cụ thể, khi cùng ngồi ghế nóng cuộc thi sắc đẹp đại sứ Hoàng Mỹ, ông Hoàng Nhạc Việt từng công khai gọi Hương Giang là bà xã. Giọng ca lâu đài tình ái không tiếc lời khen ngợi, bày tỏ sự trân trọng với đàn em, thậm chí gọi cô là người mở đường khi đầu tư tiền bạc, tâm huyết, tổ chức sân chơi hoành tráng cho các người đẹp chuyển giới của Việt Nam. Có thể thấy, giữa Đàm Vĩnh Hưng và Hương Giang không chỉ là tình cảm anh em, đồng nghiệp, mà còn là sự ngưỡng mộ, quý trọng đối phương. Cho đến hiện tại, họ vẫn giữ quan hệ thân thiết, những sự kiện quan trọng không bao giờ vắng mặt đối phương. Vào ngày 19 tháng 8 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ thông báo chia tay Mark Liu, khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối. Một hành trình yêu khép lại, hành trình làm bạn sẽ mở ra, sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Always beside you, my special man, nàng hậu viết. Đính kèm cùng dòng trạng thái này là hình ảnh Hương Giang dựa vào vai CEO người Singapore Mark Liu. Hương Giang và Mark Liu vốn là cặp đôi đẹp và hot nhất nhì showbiz Việt. Năm 2020, cả hai nên duyên với nhau sau chương trình Người Ấy Là Ai và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả bởi tài năng và ngoại hình đều xứng đôi vừa lứa. Chính vì thế, khi Hương Giang và Mark Liu quyết định đường ai nấy đi, nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng. Phía dưới bài đăng của người đẹp, Mark Liu cũng để lại bình luận đầy tình cảm. Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới. Về phía Hương Giang, cô cũng từng nói đến chuyện cưới xin với bạn trai doanh nhân, song đến cuối cùng, nàng hậu và CEO điển trai cũng không thể có happy ending khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.